Danh thắng Cửu Trại Câu thì từ lâu đã được rất nhiều du khách Việt Nam biết đến là một địa điểm du lịch hấp dẫn của Trung Quốc. Và do đó thì thông tin khu vực này vừa trải qua một trận động đất mạnh tới gần 7 độ Richter đã khiến cho nhiều người phải bàng hoàng. Và theo thông tin chúng tôi cập nhật tới thời điểm hiện tại thì đã có ít nhất là 13 người thiệt mạng và hơn 170 người khác bị thương sau trận động đất. Và trong số này thì có ít nhất là 6 du khách nhưng mà chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên giới chức Trung Quốc thì lo ngại là số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 100 người. Trận động đất xảy ra vào khoảng 21 giờ 19 phút tối ngày hôm qua 8 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh tại khu vực du lịch Cửu Trại Câu thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Theo thông báo từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, tính đến 7 giờ sáng nay đã có 769 đợt dư chấn có cường độ mạnh từ 3 đến 3,9 độ Richter được ghi nhận sau động đất. Từ tối qua đến nay thì chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã điều động gần 1.500 nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm phương tiện máy móc các loại đến khu vực xảy ra thiên tai để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cho đến thời điểm hiện tại thì con số thương vong chính xác chưa được thông báo. Tuy nhiên dựa trên dữ liệu năm 2010 về khu vực núi non dân cư thưa thớt này thì Ủy ban Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc ước tính là có hơn 100 người có thể đã thiệt mạng trong vụ động đất. Và số người này ít có khả năng là du khách do đây là một khu vực hẻo lánh. Cửu Trại Câu là điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Và theo Tân Hoa Xã, trong ngày xảy ra động đất ngày hôm qua, nơi này đón hơn 38.000 du khách. Sở hữu vẻ đẹp được ví như tiên cảnh, thu hút khách du lịch trong cả 4 mùa trong năm. Cửu Trại Câu cũng là một trong những điểm hút du khách Việt Nam và đặc biệt là giới trẻ tới tham quan. Vâng, và tuy nhiên thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu ở một số công ty lữ hành thì được biết là hiện đang không phải là giai đoạn cao điểm khách Việt Nam đi du lịch ở Cửu Trại Câu Trung Quốc nên rất ít có khả năng có người Việt Nam bị nạn ở trong trận động đất vừa rồi. Và có một thông tin cũng đáng chú ý là địa danh Cửu Trại Câu nằm không xa điểm từng xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi năm 2008 tại Tứ Xuyên Trung Quốc khiến cho 87.000 người chết hoặc là mất tích.